Cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập thờ gỗ mít chân 18. Có kích thước là 1m97 x 1m07. À. Xóm 2 thôn Phương Châu. Xã Phú Phương, Ba Vì. Huyện Ba Vì. Ba Vì, Hà Nội. Vâng, chúng tôi vừa lắp đặt xong cho nhà bà Hòa một chiếc sập gỗ mít chân 18 đây. Thì đây là tổng thể của sập thờ đây. Trước khi tôi bàn giao cho anh thì quay lại một cái video clip mà làm kỷ niệm như gửi với anh. Thì chiếc sập thờ này thì về mẫu thì cũng rất là giống những mẫu khác chúng tôi đã giới thiệu quý vị rồi, là mẫu tứ linh, được chạm long ly quy phượng giữa đầu của phù, phần cổ là có dòng trầu mặt nguyệt và những cái đường gấm triện khuôn mặt của quý vị đấy, khuôn mặt dày 4 phân, rất là dày dặn. Chân là chân 18, được tiếp chạm đầu lân chân nghê. Đây, vị thế này. Gỗ mít ta thì đây thì gỗ mít thì quý vị thấy là không thể tránh được những cái mát này. Gỗ mít ta đó, tổng thể sản phẩm đây. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 50 86 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Kim, Thọ. Ngoài ra hôm nay chúng tôi cũng có bàn giao thêm một chiếc sập trơn tam diện và chất lượng gỗ vụ cho khách hàng ở tại Ba Vì, Hà Nội. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây để gửi tới anh Đảng, anh ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Trước là anh đã đến sượt mọc rồi. Ok, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.